quyết định quan trọng anh em suy tính thật kỹ giúp tôi đừng nghe lời bác sĩ muốn làm đám cưới đúng thời điểm thì nên nghe những lời khuyên này hai bạn đã chuẩn bị cho câu hỏi yêu bao lâu thì cưới từ gia đình bạn bè và từ chính cả hai chưa